hello hello anh em đã trở lại với channel của mình mà đạt lô ha đây trong video này mình sẽ nói về cốt truyện của Zelos cũng như là lối chơi của tựa game này Zelos là một trò chơi của Helloverse và sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới trong Zelos Zero anh em sẽ là một người đang sống tại thời điểm hậu tận thế cho một thành phố tên là Neo Eridu, hành trì cuối cùng của nhân loại sau khi thế giới bên ngoài đã bị một thảm kịch nuốt chửng. Nguyên nhân chủ yếu là do cái quái vật được gọi là Terra Monster xâm nhập vào thế giới loài người thông qua các lỗ hổng không gian và tiêu diệt gần như toàn bộ dân số trên thế giới. Những người sống sót đã tập hợp lại và học cách chống lại quái vật bằng các vũ khí hiện đại và học được cách khai thác tài nguyên từ những lỗ hổng không gian để cường hóa bản thân mở ra nhiều kỹ năng mới giúp việc chống lại quái vật trở nên dễ dàng hơn. Nhưng với bản chất tham lam, con người đã lập phe phái để độc chiếm nguồn tài nguyên này dành cho riêng mình. Tuy nhiên việc khai thác tài nguyên cần những người đặc biệt có thể dẫn những người khai thác đến nơi có tài nguyên và người đặc biệt đó là nhân vật chính trong game. Trong game nhân vật chính của anh em sẽ giao kèo với các băng nhóm khác và dẫn họ vào bên trong lỗ hỏng không gian. Qua đó tìm hiểu về cốt truyện của từng nhân vật cũng như nguyên nhân tại sao những con quái vật lại có thể đến thế giới loài người về kẻ chủ mưu đằng sau sự kiện tận thế đó. Chi tiết về gameplay. Anh em sẽ nhập vai vào một người điều hành tại Homebase và nói chuyện thông qua bamboo bản thân bamboo sẽ tự động hỗ trợ cho anh em trong quá trình chiến đấu khi vào chiến đấu một team của anh em sẽ gồm 3 nhân vật mỗi nhân vật sẽ có một trong bốn nguyên tố hỏa lôi phong và băng không có phản ứng giữa các nguyên tố này tại thời điểm khởi đầu anh em có thể chọn một trong hai nhân vật khởi đầu wish hoặc billy người còn lại không được chọn sẽ trở thành assistant npc nhân vật có thể được lên cấp bằng cách sử dụng các bản ghi sb hoặc hoàn thành nhiệm vụ Talent có được bằng cách đột phá nhân vật, đột phá nhân vật sẽ được hiện bằng cách tăng cấp và sử dụng tiền tệ trong trò chơi. Không có nâng cấp vũ khí hoặc trang bị của nhân vật, sẽ có 6 Artifact như Genshin, có hiệu ứng bộ 2 và 4. Không có hạn chế về vị trí như đồng hồ, hoa và lông như trong Genshin Bắc. Vì vậy, anh em có thể mix 2 cộng 4 hoặc là 2 cộng 2 cộng 2. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc là nhận phần thưởng nhiệm vụ, anh em có thể nhận được tích dịch gacha từ đó có thể mở ra các artifact. Anh em không cần phải farm một bí cảnh nhất định nào như trong Genshin, mà anh em có thể farm bất kỳ nhiệm vụ nào để có thể nhận vé tích dịch cha cha và mở artifact theo ý thích. Một artifact sẽ có bốn phẩm chất, tương tự như Genshin nimbus phẩm chất mở theo cấp độ của người chơi. Tại chế độ Dungeon người chơi sẽ điều khiển banh để di chuyển. Mỗi vị trí banh bu đi sẽ tăng độ stress lên 10, và khi đạt 100 điểm stress, người chơi sẽ nhận được một điểm buff ngẫu nhiên với thời gian kéo dài trong toàn bộ nhiệm vụ. Tối đa có thể nhận được 5 điểm buff. Người chơi có thể nhận hoặc mua buff trong bản đồ Dungeon hoặc cửa hàng Dungeon. Cửa hàng trong Dungeon sử dụng tiền tệ riêng trong Dungeon và sẽ biến mất sau khi anh em hoàn thành Dungeon. Về combat, quái vật sẽ bị khắc chế bởi một số kiểu tấn công và có 3 kiểu tấn công trong tự game này. Phản đòn và kỹ năng E sẽ tạo ra năng lượng cho ultimate skill và có một đòn đánh đặc biệt khi sát hư vô cùng cao lên quái vật. Anh em có thể hoán đổi giữa các đòn tấn công để tạo nên những combo cho đến khi quái được tiêu diệt. Đó là tất cả những gì mình muốn mang đến cho anh em về Zelest Zero, một siêu phẩm của nhà Hozuverse sẽ ra mắt trong thời gian sắp tới. Cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu anh em thấy hay, đừng quên để lại một lượt like và một đăng ký để ủng hộ cho mình. Và đạt lô ha đây, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.